vì sao Tô Lâm đưa Trần Lưu Quang về ghế trưởng ban kinh tế trung ương. Tương tự ghế chủ tịch nước, ghế trưởng ban kinh tế trung ương cũng bị coi là ghế có rớp và ít lãnh đạo nào muốn ngồi ở đây. Trong quá khứ, ban kinh tế trung ương được đánh giá là một kho trung chuyển đối với các lãnh đạo đang trong thời gian xem xét kỷ luật. Cụ thể là các cựu ủy viên Bộ Chính trị như Đinh La Thăng, Nguyễn Văn Bình, Trần Tuấn Anh trước khi bị kỷ luật hay bị truy tố thì ngồi ghế trưởng ban kinh tế trung ương. Vào ngày 21 tháng 8, Bộ Chính trị đã phân công Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng về giữ chức trưởng ban kinh tế trung ương. Mạng xã hội đã ngay lập tức có nhiều ý kiến thắc mắc ông Trần Lưu Quang phải chăng lại bị dính cái rớp xui xẻo hay ghế Phó Thủ tướng lại sắp bị gãy đầy. Dù rằng Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang được giới thạo tin cho biết có mối quan hệ thâm tình như người thân trong gia đình với ông Tổng Bí thư Tô Lâm. Nguồn tin nội bộ của Thời báo.de tiết lộ ông Trần Lưu Quang quê Tây Ninh nhưng sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Vì bố mẹ ông đều là cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc, sau năm 1975, cả gia đình ông Quang trở về quê hương Tây Ninh. Bà Huệ, mẹ ông Quang, từng giữ chức phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh. Bố ông Quang từng làm tổng biên tập báo Tây Ninh. Trong chiến tranh chống Mỹ, bố ông Quang từng là cận vệ cho ông Tô Quyền, bố của Tô Lâm. Đó là lý do khiến cho hai gia đình của ông Tô Lâm và Trần Lưu Quang có ơn nghĩa với nhau và có thể bị họ coi như người nhà. Vào ngày 16 tháng 1 năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định bố trí Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đảm trách các nhiệm vụ do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh để lại và một phần việc của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Giới quan sát đánh giá hoạn lộ tiến thân của ông Quang dường như theo một lộ trình sắp sẵn, giống y như cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với khoảng thời gian chập chững bước vào chính trường giai đoạn đầu những năm 80 của thế kỷ trước. Do vậy, việc ông Trần Lưu Quang được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị chỉ là vấn đề thời gian. Việc ông Tô Lâm quyết định điều động Trần Lưu Quang giữ chức trưởng ban kinh tế trung ương chỉ là bước đệm nhằm tráng men. Mục đích thực sự là bổ sung các điều kiện cần và đủ cho ông Quang để ông được cơ cấu đưa vào Bộ Chính trị trong thời gian sớm nhất. Có thể là tại hội nghị trung ương lần thứ 10, dự kiến sẽ khai mạc vào tháng 10 tới đây. Trước đó vào ngày 27 tháng 2 năm 2019, Bộ Chính trị bất ngờ quyết định điều động Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Trần Lưu Quang về giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, ông Nguyễn Văn Nên mới giữ chức Bí thư Thành ủy tại thành phố này. Đến tháng 5 năm 2021, Bộ Chính trị lại phân công ông Trần Lưu Quang ra giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Rồi sau đó, đến tháng 1 năm 2023, ông Quang đã trở thành Phó Thủ tướng Chính phủ, thay cho ông Lê Văn Thành nghỉ vì lý do sức khỏe. Điều đáng nói là tại sao tân binh Trần Lưu Quang lại dễ dàng đè bẹp được Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng lúc đó là Đỗ Mạnh Hiến, một người dân gốc Hải Phòng chính hiệu. Dư luận Hải Phòng lúc đó cũng hết sức bất ngờ cho rằng phải có một thế lực ngầm nào đó khống chế, nắm thóp thế lực chính trị tại Hải Phòng mới có thể thành công đưa ông Quang về đây. Đến nay một số người cho rằng không ai khác ngoài cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đây cũng được cho là một trong những bằng chứng cho thấy dù tuyên bố về quê làm người tử tế, song rõ ràng ông bà Dũng luôn gắn chặt với các diễn biến chính trị liên quan đến ông Tô Lâm cũng như phe cánh tại Bộ Công an. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin vì sao Tô Lâm đưa Trần Lưu Quang về ghế trưởng ban kinh tế trung ương. Vì sao Tô Lâm vẫn ẩn ý muốn cải cách và xóa sổ bằng Nghệ Tĩnh? Tân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được giới quan sát phân tích đánh giá là một người có xu hướng cải cách. Ông Tô Lâm cũng là người thực dụng và không tin vào các học thuyết hay lý luận cộng sản. Trong cặp đôi Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng trước đây, ông bà Dũng được đánh giá là nhân vật cải cách, trong khi ông Trọng lại là người bảo thủ. Tổng Trọng luôn kiên định với cái gọi là chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản, dù không biết đến bao giờ mới xây dựng cho được. Gần đây, cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng liên tiếp xuất hiện bên cạnh ông Tô Lâm. Theo một số đánh giá, ông Tô Lâm có thể muốn mượn hình ảnh của ông bà Dũng để chứng tỏ rằng ông là một nhân vật cải cách của Việt Nam. Lúc sinh thời, Tổng Trọng đã nhiều lần khẳng định với một nhà nước xã hội chủ nghĩa thì mục tiêu cao cả và quan trọng nhất là phải cải thiện phúc lợi xã hội cho người dân. Nhưng trên thực tế, Tổng Trọng lại cao kiến, đưa ra cái gọi là xã hội hóa ngành y tế cũng như giáo dục, nghĩa là toàn xã hội phải tự lo lấy, còn chi ngân sách cho hai lĩnh vực này chạy đi đâu thì không ai biết. Lấy dẫn chứng nhỏ như việc kể trên để thấy rằng, việc cải cách thể chế, kể cả thể chế chính trị, là điều cần thiết và được đa số người Việt Nam mong đợi. Tuy nhiên, chắc chắn có những lực cản đối với công cuộc cải cách, và đây là điều mà Tô Lâm cần phải giải quyết nếu giả sử ông muốn thực hiện.
sau khi ông Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, có những ý kiến tin rằng ông sẽ cải cách chính trị, thậm chí có thể phá bỏ mô hình cũ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để thay đổi thành một mô hình mới mang bản sắc riêng của ông Tô Lâm. Trong bài viết đầu tiên trên cương vị Tổng Bí thư, ông Tô Lâm cho biết sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc về thể chế với mục đích đưa đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Một số đánh giá cho rằng Tô Lâm sẽ xây dựng một nhà nước pháp quyền dưới sự lãnh đạo độc tôn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mới đây, truyền thông nhà nước đưa tin tân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì cuộc họp thường trực tiểu ban văn kiện Đại hội 14. Ông Tô Lâm khẳng định văn kiện phải là ngọn đuốc soi đường cho chúng ta đi, phải đảm bảo kết tinh toàn bộ tinh hoa giá trị của quá khứ, hiện tại và tương lai. Theo tờ báo Vietnamnet, tại cuộc họp, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo đanh thép như sau: tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, kiên quyết kiên trì phòng chống tham nhũng tiêu cực với phương châm không ngừng không nghỉ, đưa cuộc chiến chống giặc nội xâm tới thắng lợi hoàn toàn. Công luận lập tức đặt câu hỏi, văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 14 phải thể hiện đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tương lai từ năm 2026 cho đến năm 2031. Vậy tại sao tân Tổng Bí thư Tô Lâm lại nhấn mạnh đến công cuộc chỉnh đốn Đảng cũng như chống tham nhũng tiêu cực? Phải chăng ông Tô Lâm sẽ bắt đầu công cuộc tẩy rửa sạch đi những di sản của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại, đặc biệt là về nhân sự, nghĩa là bước đầu Tô Lâm sẽ thực hiện việc đào tận gốc, chốc tận rễ với hệ thống quyền lực sâu rộng của Tổng Trọng trên cả nước, đặc biệt là đối với phe cánh chính trị Nghệ An, Hà Tĩnh là những bề đỡ quan trọng cho quyền lực của Tổng Trọng trong hơn 13 năm qua. Theo giới phân tích, nếu Tô Lâm muốn cải cách thể chế chính trị, muốn tháo gỡ những vướng mắc do thể chế chính trị hiện nay gây ra, thì ngay lập tức phải xóa bỏ cản trở cố hữu của các phe cánh chính trị hình thành từ thời Xô Viết Nghệ Tĩnh và còn duy trì cho đến tận ngày hôm nay. Nếu Tô Lâm ngại bắt Bảy Phúc, thì sao không cho bắt phu nhân Nguyệt Thủ? Chủ đề nóng được dư luận quan tâm liên quan đến chính trường Việt Nam những ngày gần đây là việc đến bao giờ thì lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam xử lý các sai phạm của ông Nguyễn Xuân Phúc và gia đình của ông ta. Cuối Đại hội Đảng lần thứ 12, thế và lực của ông Bảy Phúc và phe cánh mạnh đến nỗi đã có những đồn đoán cho rằng Tổng Bí thư của Đại hội Đảng 13 có khả năng là Nguyễn Xuân Phúc. Trong giai đoạn đó, ông Phúc nhận được nhiều ưu ái từ Tổng Trọng khi được đưa vào trường hợp đặc biệt cho danh sách nhân sự chủ chốt tại Đại hội lần thứ 13. Tuy nhiên, đến cuối nhiệm kỳ Đại hội 12, Tổng Trọng đã giới thiệu ông Trần Quốc Vượng, thường trực Ban Bí thư, ứng viên cho chức Tổng Bí thư khóa 13. Đó là lý do ông Phúc và phe cánh đã kiên quyết phản đối. Kể từ đó, mối quan hệ giữa Tổng Trọng và Bảy Phúc không còn nồng ấm như trước đây. Mãi đến khi Đại hội Đảng 13 kết thúc, ông Trọng trở thành Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp sai với điều lệ của Đảng. Lúc đó, ông Bảy Phúc và mọi người mới biết tất cả đã mắc nẫm ông Trọng, bởi người ngồi ghế Tổng Bí thư 3 nhiệm kỳ liên tiếp là điều cấm kỵ trong điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam đã ghi rất rõ. Thực chất, thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng chỉ là tấm lá chắn cho tham vọng quyền lực đến chết của ông Trọng. Sau đại dịch COVID-19 cuối năm 2021, đã có những đồn đoán dâm gian rằng bà Trần Thị Nguyệt Thu, vợ của cựu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, là trùm cuối chủ sở hữu 80% cổ phần của công ty Việt Á. Tuy nhiên, sau khi ông Phúc thôi giữ các chức vụ trong Đảng, Nhà nước và Quốc hội, với lý do theo nguyện vọng cá nhân, thì ngày 4 tháng 2 năm 2023, tại lễ bàn giao chức vụ Chủ tịch nước, ông Phúc đã bất ngờ phát biểu: gia đình tôi, vợ con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á. Chưa bao giờ gặp giám đốc Việt Á, điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng. Kể từ đó, những đồn đoán về bà Thu trong đại án Việt Á cũng rơi vào quên lãng. Tuy nhiên, giới thạo tin thì vẫn khẳng định mọi tin đồn về việc bà Thu là trùm cuối không phải là không có cơ sở. Bộ Công an đã lập chuyên án và đưa những nghi vấn này vào khuôn khổ của một đại án đặc biệt nghiêm trọng. Theo nguồn tin nội bộ, cơ quan điều tra Bộ Công an đã đưa ra chứng cứ không thể chối cãi. Theo đó, ông Phúc và bà Thu cùng thuộc cấp đã dính đến những sai phạm tày đình, cụ thể là cáo buộc tham ô, đưa và nhận hối lộ hàng trăm triệu đô la liên quan đến các đại án như Việt Á, chuyến bay giải cứu, Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB. Mới nhất có những cáo buộc cho rằng ông Phúc và bà Thu đã nhận hối lộ từ bà Trương Mỹ Lan, chủ tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB lên tới 100 triệu đô la Mỹ. Cựu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp tay cho Vạn Thịnh Phát và SCB gây thiệt hại đến hàng chục tỷ đô la cho người gửi tiền và các nhà đầu tư cũng như các doanh nghiệp trong
cả nước. Công luận hết sức quan tâm và đang tranh cãi liệu rằng Bộ Công an có khởi tố bắt giam ông Phúc và bà Thu hay không. Nếu có thì khi nào lệnh bắt sẽ được thực thi. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng Đảng đã có luật ngầm sẽ không bắt giam các nhân vật thuộc tứ trụ, kể cả khi đã về nghỉ hưu. Vì thế, việc truy cứu hình sự với ông Nguyễn Xuân Phúc là một quyết định hết sức khó khăn đối với ông Tô Lâm, nhất là trong thời gian gần đây với sự xuất hiện của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người mà ông Bảy Phúc tìm đến khi gặp hoạn nạn. Mục tiêu cao nhất của chống tham nhũng là để thu hồi tài sản thất thoát. Vậy thì tại sao nếu gặp khó trong việc bắt giam ông Phúc, ông Tô Lâm không tiến hành bắt bà Nguyệt Thu trước để làm cơ sở truy thu tài sản tham nhũng có được? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin nếu Tô Lâm ngại bắt Bảy Phúc thì sao không cho bắt phu nhân Nguyệt Thu trước? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.